xin mời các vận động viên chúng cùng xuống số 2. Rồi, mời cả nhà chúng ta đi xem bà con ở trên này bắt cá nhá. Úi dồi, đông người thế. Tranh nhau bắt luôn. Úi dồi, các chị em người Thái rất là xinh đẹp. Úi dồi, có một ông bắt được một con rồi. Tay không bắt cá luôn. Bây giờ là cá có khi là bị dồn hết sang đầu bên này rồi. Tại vì họ dồn từ đầu bên kia sang ấy. Vâng, bọn chàng bên này xin chúc mọi người mừng xa. Dạ vâng, đây là cái đội bắt được nhiều cá nhất. Cái đội này có lẽ là kinh nghiệm bắt cá đầy mình rồi. Chào cả nhà, chào mừng cả nhà đã quay trở lại với video tiếp theo của Tôi Người Vùng Cao ạ. Dạ vâng, hôm nay thì Vinh đang có mặt tại xã Khổng Lào thuộc huyện Phong Thổ của tỉnh Lai Châu. Và ở đây thì hôm nay đang có một cái lễ hội gọi là lễ hội té nước của người dân tộc Thái ở tỉnh Lai Châu. Và hôm nay thì Vinh tới sớm thì cũng có một vài cái hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao. Bây giờ thì đang chuẩn bị là tổ chức một cái lễ hội gọi là lễ hội bắt cá. Ở đây mọi người đang tập trung khá là đông. Và cá thì mọi người sẽ bắt ở dưới suối dưới này cả nhà. Đấy, cái suối khá là to. Nhưng mà nước thì hơi ít một chút cho nên là ban tổ chức người ta phải đắp đập lên để mà thả cá vào. Sau đó là tổ chức cái lễ bắt cá ở dưới này. Đấy, thì nghe nói là ai mà xuống thi bắt cá thì phải mặc quần áo người Thái. Có lẽ là sẽ là một cái lễ khá là độc đáo và thú vị. Đấy, thì mời cả nhà theo chân Vinh, chúng ta sẽ đi trải nghiệm cái lễ hội bắt cá trong cái lễ hội Then Kin Pang, lễ hội té nước của người Thái tại huyện Phong Thổ của tỉnh Lai Châu nhé cả nhà nhé. Mời cả nhà. Dạ vâng, bây giờ thì bà con đã có mặt đông đủ hết ở cái khu vực bắt cá này rồi. Với những chiếc giọ để bắt cá. Cá thì sẽ bắt ở dưới này, dưới suối dưới này. Người ta đã thả những cái con cá khá là to ở dưới suối này rồi đây này. Không biết là mọi người có nhìn thấy con cá không đây này. Đấy. Hình như là thả ít thôi nhờ. Đấy. Ui. Nước thì mùa này không có nhiều lắm tại vì chưa có mưa ấy. Cái suối này khá là rộng và có những cái hòn đá ở dưới suối rất là tròn đẹp. Ui, rất là đông bà con đi xem cái lễ bắt cá này. Ngày mai thì sẽ có cái lễ hội té nước ở trên kia. Bây giờ các cháu nhỏ cũng đang chơi té nước ở trên suối trên kia rồi này. Đấy. Sáng mai thì mọi người sẽ chơi té nước rất là đông. Đây mọi người đang chuẩn bị bắt cá đây rồi cả nhà. Đây là các cô, các chị người Thái. Đây là cái giỏ để đựng cá này. Cái này lấy làm gì đấy cô? Cái này lấy làm gì? Cái này bắt được cá. Bắt cá bóng. Lấy để đập cá à? Hay là lấy làm gì? Để đem đi, để đuổi cá đi thôi. À, đuổi cá về một chỗ à? Đuổi cá đúng không?
Đây, cái này để đuổi cá cả nhà. Cái này để đựng cá hả cô? Ừ, cái này để đựng thế cá. Không sợ cá nhảy ra à? Cái này là cá bóng à, cá bóng được. Theo cá to không được đúng không? Thể lệ của thi đấu thì chúng ta phải ở đây có cả bà con người Lào hay sao này? Chị là người Lào đúng không? Đội chúng ta đấy, có cả người Lào nữa dạ. Chứ có phải là nguyên người Thái đâu. Các đội tập trung người Thái với người Lào. Ở đây là những cái xạ để đánh cá, bắt cá. Và bây giờ mọi người đang chuẩn bị gọi là tập trung để chào khán giả, sau đó là sẽ tiến hành xuống bắt cá đây này. Ở đây cũng có bà già già này. Bà có đi bắt cá không bà? Rồi nhất chị. À đây bà đi chơi thôi à? Một đội là 6 người nhá. Bắt cá chắc là phải các chị em trẻ trẻ khỏe khỏe một chút nhỉ. Mường Lai ạ, thị xã Mường Lai đây ạ. Vâng. À đây họ sẽ nữ đứng trước đi tay anh ơi. Xếp hàng như thế này. Bảy đoàn chúng ta giơ dụng cụ bắt cá và giỏ đựng cá lên để chào khán giả đi ạ. Để lấy hình ảnh. Vâng. Và chúng ta cùng đổi một tràng vỗ tay thật tròn giá để chào đón các nghệ nhân diễn viên của chúng ta sẽ tham gia bắt cá trong buổi chiều ngày hôm nay. Xin mời các vận động viên chúng cùng xuống số 2. Rồi, mời cả nhà chúng ta đi xem bà con ở trên này bắt cá nhá. Úi dồi, đông người thế. Tranh nhau bắt luôn. Úi dồi, các chị em người Thái rất là xinh đẹp. Ôi dồi, có một ông bắt được một con rồi. Tay không bắt cá luôn. Dồn từ đầu bên kia sang đầu bên này. Wow, cá khá là to cả nhà. Bây giờ là cá có khi là bị dồn hết sang đầu bên này rồi, tại vì họ dồn từ đầu bên kia sang ấy. Đây các chị em cũng như là các chú các anh ở đây bắt cá cũng khá là giỏi nhá, tại vì ở đây có một con suối rất là to chạy qua xã, nên là bà con ở đây gần như ai cũng biết bắt cá ấy. Họ có những cái xạ để vớt cá đấy nhưng mà họ toàn dùng tay không thôi cả nhà. Cá này là cá họ thả thôi. Ừ, anh này bắt hẳn hai con liền rồi này. Ừ, đội kia bắt được khá là nhiều cá nha. Dạ vâng, khán giả cổ vũ cũng rất là đông cả nhà. Hiện tại thì bà con đã bước qua khoảng 2/3 thời gian thi đấu rồi, tức là còn khoảng 5 phút nữa là sẽ hết thời gian bắt cá cả nhà. Hình như là họ cho bắt khoảng 15 phút thì vậy. Không biết là thả bao nhiêu cá nhưng mà bà con cũng bắt được khá nhiều cá rồi đấy ạ. Mỗi khi biết ở đâu có con cá là mọi người tranh nhau chạy ra đấy luôn.
Chắc bây giờ hết cá rồi cả nhà. Bây giờ là ban tổ chức người ta cũng đã thông báo là hết thời gian rồi. Bây giờ bà con sẽ bắt đầu là mang cá lên để mà cân. Úi giời, ở đây vẫn còn có một con cá nữa thì phải. Hết giờ. Ở đây có cái chị này dáng rất là đẹp. Không được nữa chị ơi. Dạ vâng, bây giờ chúng ta sẽ xem đội nào bắt nhiều cá nhất nhá. Đây họ đang mang cá ra cân này. Hơi đồng quá không thể đi vào quay được. Nó xa tới ăn. Đội bóng ra được chưa? Khán giả đứng ra ngoài nào. Bao nhiêu? 4 cân rưỡi. Hoàng Thiên à? Hoàng Thiên cũng được. Đổ vào đây. Ôi giời. Đâu cá. Ôi giời, con nhỏ đó thêm vào con nào. Con nhỏ cũng thả vào. Con này to nhất rồi. Ôi to nha. Anh chỉ là mấy con đây ba con. Rồi, con tay. Con số cân. Thị xã Mường Lai tỉnh Điện Biên đó ạ. Đây các chị em người Lào này chắc là đến từ Tam Đường đúng không? Hình đây như là hôm nọ trên mình cũng có té nước hay sao nhở? Hôm nay chị sang đây giao lưu à? Không ạ. Có bắt được con cá nào không chị? Ê, đội em chỉ được duy nhất một con. Duy nhất một con à? Bao nhiêu cân đấy? Bao nhiêu? Một cân rưỡi. Được một cân, được một con cả nhà. Bản nang cuối cùng đâu ạ? Bản nang đâu ạ? Anh rơi đừng rơi đi. Rơi ở rơi cúp ấy. Dạ vâng, đây là cái đội bắt được nhiều cá nhất và cũng gần như là đội chủ nhà luôn đấy cả nhà, tại vì xã Mường So cũng ở ngay gần đây mà. Cái đội này có lẽ là kinh nghiệm bắt cá đầy mình rồi. Dạ vâng, sau khi các đội đạt giải đã được trao giải xong thì bà con nhân dân cũng như là du khách cũng thể xuống đây để trải nghiệm bắt cá, xem là có bắt được không. Những cái con cá còn lại, còn sót lại ở trong suối. Đấy, bây giờ thì cũng kết thúc cái trò chơi bắt cá trong cái lễ hội Then Kim Pang tại huyện Phong Thổ rồi. Ngày mai thì mời cả nhà chúng ta quay lại đây, sẽ có những cái trò chơi té nước, rồi những cái nghi lễ trong cái lễ hội Then Kim Pang này rất là hấp dẫn. Đấy, thì bây giờ Vinh xin cảm ơn cả nhà đã theo dõi video. Và hẹn gặp lại cả nhà trong những video tiếp theo nhé. Bye bye cả nhà.